Thu Hiền TV. Túi của tôi. Cướp, cướp, cướp. Đứa nào ngáng chân ông đây? Chính là ta đó. Hổ, Batman, Batman. Ta biết võ đi nha. Thì sao? Người coi thường ta đấy hả? Hôm nay ta sẽ cho người mở mang tầm mắt. Tiếp chiêu này. Tay của mình đau quá. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Không đấy, có giỏi thì đấu tay đôi nào. Ôi má ơi, người hãy đợi đây. Ba lô của em nè. Wow, Batman kìa. Batman, phải chụp bài tấm đề của em mới được. Cảm ơn anh. Wow, ngầu quá. Ôi trời, có sao không vậy? À, anh ấy tỉnh rồi kìa. Long, đợi tôi với. Ông làm gì mà chạy nhanh thế? Này, ông đang tìm cái gì mà cứ đi qua đi lại mãi vậy? Long, sao bà lại đá tôi? Tôi hỏi ông tìm cái gì đấy? Ui giời ạ, bà không biết cái gì ạ? Lại đây, tôi cho bà xem cái này. Nhìn đi, nhìn đi. Chu choà má ơi, ngầu bá cháy luôn. Ui dồi, đây là ai? Bà không biết gì ạ? Đây là người Hùng, thường xuyên giúp đỡ nữ sinh trường mình đấy. Đúng gu của tôi, lạnh lùng boy, hero. Tôi với anh ấy hay xuất hiện ở khu này nè, bà phải giúp tôi chứ. Bà muốn tôi ế à? Đi mà. Thôi được rồi, đi. Xin chào người Hùng. Các người. Cả ba cứ thế đứng yên lặng nhìn nhau một lúc. Thế nào? Không có gì để chê luôn. Vậy là kế hoạch của chúng ta diễn ra khá suôn sẻ. Ông đã trở thành người nổi tiếng nhất trong trường rồi. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo, đó chính là anh hùng cứu mỹ nhân duyệt. Kế hoạch này mà thành công thì cái trang lớp A sẽ mê ông như điếu đổ. Bây giờ tôi đấm ở đâu, bạn đỡ ở đó. Giờ tôi đấm vào bụng nha. Tôi sẵn sàng rồi. 3, 2, 1. Bảo đấm vào bụng mà. Tôi đấm là việc của tôi, còn đỡ là việc của bạn. Tôi nói đấm vô bụng là có khi đấm vô mặt đó. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ông lặp lại đi. Chuẩn bị nha. Lần này tôi đấm vào mặt đấy. Nãy bảo đấm vào bụng nhưng lại đấm vào mặt, còn giờ bảo đấm vào mặt tức là đấm vào bụng rồi. Tôi đấm này. Sao lại vậy? Bạn có sao không? Ông bảo đấm vào mặt thì phải đấm vào bụng chứ. Ai bảo bạn thế? Khi nào tôi bảo đấm vào bụng thì tôi đấm vào mặt, còn khi nào tôi bảo đấm vào mặt thì tôi đấm vào mặt đây. Sao lâu thế không biết? Đi tìm mấy ngày rồi, có thấy ai đâu. Thôi mà, tìm nốt bên kia đi. Hả? Trang lớp A? Cơ hội đây rồi. 1, 2, 3. Anh gì mà nặng thế không biết. Cái gì? Đôi ca, húng ba giờ. Cái gì thế? Quay, ghế xinh, ghế xinh. Đôi ca, bình tĩnh đã.
Cái tên này, tránh ra. Đi theo ta. Càng nhìn càng xinh thế này. Này em gái, tập chi mà vội mà bà, mà vấp phải đá, mà quàng phải anh. Mà quàng phải anh. Các anh là ai? Đồng ý đi chơi với bọn anh thì anh nói cho. Sao diễn viên đến mà không bảo mình nhờ? Vào vai thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đi. Các anh tiến thêm là tôi hét đây. Tôi hét đi. Hét đi. Xem quài đến cứu không. Cứu với. Cứu với. Quài cứu tôi không? Có ta. Đứa nào đây? Ở đâu có bất bình, ở đó có ta. Ta chính là người thực thi công lý. Ô, idol của lòng tôi xuất hiện rồi. Tên này giống Batman nhờ. Bắt nàng con gái, không biết nhục à? Nhục quá. Bọn này nhục quen rồi. Này này, cậu diễn viên, đổi thoại phải báo tôi trước chứ. Không sao, làm lại, làm lại. Bây giờ có thả bọn họ ra không? Nó vừa nói thầm gì với đại ca đấy? Không biết nữa. Chú ý vào vai. Các người có thả không? Không thả đi. Thì sao? Tôi cho các người 3 giây để suy nghĩ. 1. 1 với 1 là 2. 2 thêm 2 là 4. Ôi trời ơi, anh hùng gì mà yếu thế. Đứng lên. Đã thỏa thuận là đánh nhẹ rồi cơ mà. Nhẹ này, đã đánh thì phải mạnh chứ. Ê, chờ chút đã. Alo, tôi có việc, đến chạy xíu nha. Đến làm chi nữa? Mấy diễn viên ông thuê tới rồi đây này. Bọn họ chuyên nghiệp lắm, diễn y như thật vậy. Tôi có thuê ai đâu. Đứa diễn viên đau bụng nên báo nghỉ rồi. Cái gì? Hai người quen ai tên Trọng không? Trọng nào? Không quen. Thôi nha, có gì mua bông băng thuốc đỏ cho tôi đây. Em xong rồi à? Trời đất ơi, anh hùng gì kỳ vậy? Báo cảnh sát thôi. Đứng lại, đứng lại đâu. Vẻ hào nhoáng bên ngoài chẳng thể nào giúp bạn trở nên giá trị hơn đâu. Chỉ sự chân thành mới tồn tại mãi mãi. Giở trò lừa dối chỉ giống như trăng trong nước, hoa trong gương. Nhìn vào thì rất đẹp, nhưng khi chạm vào sẽ vỡ tan tành mà thôi. Thằng Tuấn nó đang làm gì vậy nhỉ? Để xem nào. Chết cha, báo động đỏ, là mẹ. Máy tính không bật. Tuấn nó đang ngủ thật sao? Đố mẹ bắt được con đấy. Mẹ giống như cái lốp xe của mình vậy, hơi non. Chờ tiếp nào. Tuấn. Mẹ. Núi này cao còn cái núi kia cao hơn. Mẹ đẻ ra con đấy con ạ. À, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mày có đi ngủ hay không thì bảo. Dạ, con ngủ ngay đi ạ. Nhìn cái gì, nhắm mắt lại ngủ đi. Đừng để mẹ bắt được lần nữa là đừng có trách mẹ. A few moments later. Giờ này chắc mẹ còn lâu mới thức được. Chơi tiếp nào. Yeah, thắng rồi. Không biết còn gì ăn không nhỉ? Đói quá. Đúng là có tuổi rồi. Đêm cứ dậy 2-3 lần thế này. Hả? Chẳng lẽ là trộm? Mày vào nhà bà là sai lầm rồi đấy. Chết mày này, dám vào nhà bà. Mẹ ơi, con đây mà. U lạnh trời. Nửa đêm nửa hôm mày làm gì thăm thò thế? Mặt mũi mày sao thế kìa? Mày lại chơi game chứ gì hả con? Ôi giời ơi, kết quả học tập của mày dạo này kém lắm đấy con à. Ôi ôi ôi, đau mẹ ơi. Mày mà không thay đổi nhá, cho mày nghỉ học ra ngoài tự nuôi thân. Khoan, đi làm á mẹ. Dậy đi. Ơ, kia chẳng phải là thằng Tuấn lớp mình sao? Chụp ảnh nó lại. Đừng, đừng chụp tao. Không, con không muốn đi làm đâu mẹ ơi. Liệu cái thần hồn đấy. Còn cái giả cái. Này, người anh em, làm
sao mà mặt buồn thối vậy? Hôm qua tao chơi game bị mẹ tao phát hiện. Tuấn như vớ được đồng minh, liền kể hết cho Tú nghe về sự cố với mẹ tối hôm qua. Vậy á, có vẻ căng thật. À, mày có cách gì giúp tao đi, chứ nếu như mẹ tao nói, tao chết chắc. Không, tao không giúp được gì đâu. Đi mà, không giúp được á. Thế này đã giúp được chưa? Thế nào? Đồng ý. Lần nào cũng phải để dùng tới biện pháp này. Đi nhanh lên mày. Anh Hoàng ơi, em có thằng bạn hôm nay dắt qua chỗ anh để anh dạy nó vài bài cơ bắp đấy. Thằng em cứ tin vào anh, đàn ông con trai phải có tí cơ bắp nó mới ngon. Đi lại đây nào, lên xà như chú ấy xem nào. Cũng là cưng càng già càng cay. Thôi anh ơi, em không làm được đâu. Không làm được cũng phải làm. Đi, nhanh lên. Ôi mẹ ơi, mẹ quá. Cái mông của tôi. Đứng lên em ơi, mới có tí kêu ca cái gì. Không thể cố được nữa rồi. Mình phải chuồn đi trước khi anh ấy phát hiện mới được. Kìa, đi đâu đấy? Không muốn làm đàn ông nữa à? Tốn. Sao đấy? Tao mệt quá. Ở kìa, Tuấn. Kế hoạch 2 sẽ là kiếm bạn gái cho Tuấn. Bạn gái á, chuyện này... Nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn đòn à? Ui, đàn bà là những niềm đau, không có ai là gu tao. Cái đấy, mày không phải lo. Em cảm ơn anh nhé. Để đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Tự nhiên được khen thích thế. Em ấy đúng chuẩn gu của mình rồi. Em tên gì? Em tên Linh à. Nhà em gần khu này à. Mình làm thế này không biết có nhanh quá không nhỉ. Nói tiếp đi chứ. Ngồi gần vào đây. Thích em mà anh định chạy à? Anh tự nhiên anh đau bụng quá, anh phải đi giải quyết cái đã. Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa nha. Ôi, tình yêu đích thực của mình đây rồi. Bữa nào chơi ông đấy. Tú, sao lại là mày? Hôm qua mày đã hứa gì với tao mà hôm nay vẫn đâm đầu vào đây ngồi hả? Nha, tại sao tao không bỏ được em nha? Mày phải tìm ra đam mê thật sự của bản thân. Đam mê á? Tao nghĩ ra rồi, cảm ơn mày nhé. Wow, đầy rồi. Mình sẽ nấu ăn thật ngon. Chắc Tú sẽ thích lắm đây. Nào, Umbala Sibu, Umbala. Xin mời. Cái gì thế này? Ăn đi, phải tin tưởng bạn bè chứ. Cầu trời là không sao. Mày định giết tao hả? Mình phải làm bằng được mới thôi. Lần này sẽ khiến Tú phục sát đất luôn. Đồ ăn đến rồi đây. Thêm tí hành cho nó chất nha. Hả? Mùi cũng thơm đấy. Nhưng mà thôi, tao không ăn nữa đâu. Ăn đi, đảm bảo lần này sẽ không làm mày thất vọng. Lần cuối đi nha. Ngon mày hả? Mày nói thật á? Tao thành công rồi. Yeah, cảm ơn mày, tao đã tìm được chân ái rồi. Một thời gian sau, lúc này Tuấn đã trở thành một đầu bếp có tiếng tăm. Cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống và đam mê mới của mình. Dạ, thầy uống nước ạ. Ui, ai rồi, ui, dịch dạ.
ướt hết rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? À, dạ không biết hôm nay có việc gì thầy giáo đến tận nhà tôi thế này ạ? À? À, vẫn là vấn đề kỷ luật của cháu Tú thôi. Gần đây cháu rất hay tổ chức cho các bạn trong lớp đi vệ sinh tập thể. Vệ sinh tập thể? Ui. Thời gian đi vệ sinh của các cháu rất lâu, có 5 tiết thì đi hết 4 tiết rưỡi rồi. Dạ vâng ạ. Tiếp theo là vấn đề học tập của cháu. Gần đây có bài kiểm tra môn văn, tôi có ra đề: hãy viết thư khi ba đi công tác xa. Và cháu nó viết: ba xa nhớ, đầu thư con xin dừng bút tại đây. Nani? Có thế thôi hả? Vâng, cháu nó viết thế và nộp bài luôn đấy. Tu! Ê, bác bình tĩnh đã, cậu để tôi đánh chết nó. Sao lại? Ai thế nhỉ? Mày là thằng nào? Em là giáo viên chủ nhiệm của cháu Tú à? Này mà cũng đòi làm giáo viên á? Này, thế còn mày là thằng nào? Tao, chủ cái nhà này, bố thằng Tú. Thôi chết mẹ rồi. Hóa ra là anh ạ. Em chỉ là người cháu Tú nó thuê về đóng giả anh thôi, chứ em có biết gì đâu. Thôi em xin phép về trước ạ. Tú, em lừa thầy à? Em thôi anh ạ, trẻ con nên dạy bằng lời nói, anh đừng đánh cháu nó mà tội nghiệp. Vâng, tôi hiểu rồi. Ý, thầy nói chí phải. Thằng Tú toàn sự. Hiếm có phụ huynh nào bình tĩnh được như thế này. Đúng là người ba đáng đồng tiền bát gạo. Ôi dồi, tôi nghĩ lại rồi. Ngày hôm sau. Ôi da, cái mông của tôi. Thư gửi bố yêu của con, không biết bố có đọc được không. Ôi da. Một lát sau. Thằng Tú lại để giấy lung tung trên bàn rồi. Tối hôm đó. Mệt quá. Tú ơi, Tú đi đâu rồi không biết? Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang ở hành tinh khác. Chúng tôi rất tiếc vì quý khách đã bị bỏ lại trái đất mất rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để quý khách kết nối lại với người đó. Tút tút. Làm gì mà không gọi được thế này? Alo. Cái gì? Thằng Tú. Tú ơi, con đâu rồi? Đây có phải Tú ơi, con làm sao thế này? Tỉnh lại đi Tú ơi. Tú. Bố ơi. Hả? Con Thế đây là... Đây là bạn con. Vậy chuyện là như thế nào vậy con? Chuyện dài lắm bố ạ. Thật ra mọi chuyện là... Thôi đừng cãi nhau nữa mà. À, cẩn thận. Ôi không. Vinh ơi, Vinh, bạn có làm sao không? Vinh ơi, Vinh. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi bố ạ. May quá. Con trai à, bố xin lỗi vì cuộc sống mưu sinh mà bố không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc con. Hãy tha lỗi cho bố nha. Không có chuyện gì đâu bố. Đúng ra con cũng nên xin lỗi bố vì chuyện hôm qua. Bố tha lỗi cho con nha bố. Được. Yeah. Nhưng mà hôm qua con thuê chú Tuấn đóng giả bố gặp thầy giáo mà quên mất còn chưa trả tiền. Bố trả tiền cho chú ấy giúp con nha bố. Chú mày. Bố lại định đánh con đấy à? Con xin phép chạy trước. Anh em đẩy bia cho hai cô gái xinh đẹp nào. Ui xời, tuyệt vời. Hai đứa kia thầy vào kìa. Ôi, thầy đến rồi. Bọn này đúng là dễ tin người mà. Tao nói thế mà chúng mày cũng
tôi chết già rồi. May cho các cô cậu là hôm nay có học sinh mới đến đây. Vào đi em. Chào các cậu, mình là Hiền. Rất vui được làm thành viên của lớp LT10. Mong các cậu giúp đỡ mình ạ. Chỗ ngồi của em kia. Cho tớ ngồi với nha. Này mấy bồ, này, nhìn con nhỏ mới đến kìa, dám ngồi với anh Tú soái ca của tụi mình. Muốn chiếm anh Tú của chị à? Đôi tay ngọc ngà này sẽ xử đẹp đứa nào động vào crush của chị. Hôm nào cho tôi mượn cái kẹp tóc này nha. Ê, 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 anh Tú soái ca kìa. Hoàng tử của lòng cô đẹp trai quá. Chết vì dai là cái chết không đầu thai được đâu đấy. Nhìn kỹ lại kìa. Oh my goodness. Úi giời ơi, mãi mới đến thế. Bà đã biết chuyện gì chưa? Sáng đi học quên không đánh răng chứ gì. Úi giời ơi, chuyện động trời luôn cơ. Hôm nay bọn tôi thấy anh Tú đèo nhỏ Hiền đi học đấy. Cái gì? Đúng là Su Cà Nam à. Tức quá. Cái đồ chết tiệt này. Nè, kiềm chế, kiềm chế. Ngứa cả mắt. Đến lúc để Tuấn xin gái này ra tay rồi. Ơ, à, cặp của mình đâu rồi? Này gái, tìm gì đấy? Mình không thấy cặp sách của mình đâu cả. Hình như tôi thấy có cái cặp ở trong nhà vệ sinh đấy. Không biết có phải của bà không nữa. Sách của mình. Làm sao đây? Mày có biết vì sao mày bị như thế này không hả? Tôi làm gì mấy cậu mà mấy cậu đối xử với tôi như này? Bất cứ ai có ý định tiếp cận anh Tú đều phải trả giá. Mày định giả bộ ngây thơ để lấy lòng anh Tú chứ gì? Lần sau thì không nhẹ nhàng thế đâu. Đi thôi chúng mày. Đáng đợi, đáng nhẽ vị trí đó phải thuộc về tao. Chỉ có vẻ đẹp hot girl này mới xứng đáng ngồi ở đó thôi. Có mà hot girl này ngồi đấy mà ảo tưởng sức mạnh. Hiền, cậu làm sao vậy? Không, không có gì đâu. Cậu giấu cái gì vậy? Đưa tớ xem nào. Sao sách vở của cậu lại ướt thế này? Tớ không sao đâu, cậu trả lại đây. Có chuyện gì cậu nhớ nói cho tớ biết đấy. Cậu đừng có ngại nha. Cái gì thế kia? Ngày mai chúng ta phải tiến hành kế hoạch B. Đồng ý. Giờ các em chạy vòng quanh hồ cho tôi. Stop. Nhìn đi kìa. Nhỏ Hiền nó đang chạy có một mình thôi sao? Cơ hội đến rồi. Đã hiểu. Tránh ra. Ôi da. À. Đáng đời. Để tôi giúp cậu. Cậu chạy kiểu gì bất cẩn đến ngã thế này? Hình như tớ bị trật khớp tay rồi. Thế để tớ đưa cậu về lớp trước. Vẫn cố tình à? Mày sẽ phải trả giá. Phải làm nhanh, không mọi người quay lại. Cái búp này chỉ có duy nhất mình có. Bây giờ thì để xem còn ai muốn bên mày nữa không. Vậy là xong. Nay thầy Trí có việc bận nên thầy sẽ đổi lớp lấy bút vở ra viết bài. Đâu rồi nhỉ? Anh, có chuyện gì đây? Thầy ơi, em không tìm thấy bút. Em mượn tạm của Tuấn đi, ra chơi rồi tìm. Nhưng đấy là chiếc bút của bố em tặng, nó rất quan trọng với em. Chiếc bút hôm qua bà cho tôi xem phải không? Nghe nói tiền triệu đấy. Đặc thế cơ à? Cả lớp trật tự đi. Thanh, chuyện là như nào? Thưa thầy, trước giờ thể dục em còn thấy nó trên bàn, mà bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Em thưa thầy, lúc đó em thấy bạn Hiền là người ở lại lớp cuối cùng đó ạ. Ơ, không phải đâu, em không lấy bút của Hạnh đâu ạ. Cậu không lấy thì chứng minh đi. Đụng đấy, nổi coi xanh mạnh coi chừng. Tớ đã nói không lấy là không lấy rồi mà. Ơ, cái bút này biết ngay mà. Bút đắt như thế thì ai mà chẳng tham. Thầy ơi, đó chính là bút của em. Hiền, em giải thích cho thầy biết đi. Hiền, chuyện này là sao? Em, cái bút này
không phải như mọi người nghĩ đâu. Vậy thì giải thích đi. Từng lời chất vấn, chỉ trích từ phía các bạn và cả thầy giáo dồn hết vào Hiền. Hiền chỉ biết hoang mang giải thích trong sự bất lực. Cuối cùng, Hiền chỉ có thể hét lên một tiếng rồi bỏ chạy khỏi lớp học. Đã dạy được cho nó một bài học. Con thích ăn pizza cơ, chả thích ở đây tẹo nào. Ơ, kia chẳng phải nhỏ Hiền sao? Nó đang làm gì vậy? Mẹ ơi, mẹ ở đây đợi con xíu nhé. Vậy là hôm nay có rau ăn rồi. Nó đi đâu rồi nhỉ? Chỗ quỷ quái gì mà bận chết đi được. Nó đi đâu mất rồi? Cậu ngất ở ngoài nên đã đưa cậu về nhà tớ. Thôi, chúng mình đi vào đi, ở đây nhiều muỗi lắm. Mà, nhà như thế này cậu cũng ở được sao? À, thì tớ... Thôi được rồi, hôm nay cảm ơn cậu vì đã giúp tớ. Nhưng mà, tại sao hôm trước tớ lại đưa cậu đi học vậy? À, tớ mang đồ cho mẹ. Mẹ tớ làm thuê cho nhà Tú, nên Tú chở tớ đi học luôn. Vậy á? À mà thôi, giờ cũng muộn rồi, tôi đi về trước đây. Con gái, con đi đâu bây giờ mới về? Con có chút việc riêng mẹ. Nhiều đồ ăn quá. Hình ảnh Hiền chân chất đang cười tươi hạnh phúc với mớ rau nát rơi bên đường đã khiến Hạnh bắt đầu thay đổi. Thôi, mẹ ăn trước đi, con mệt lắm à. Ơ kìa, Hạnh. Này, sao còn chưa vào lớp? Chúng mày vào trước đi. Sao nhỏ Hiền còn chưa đến nhỉ? Hiền, đi theo tớ. Ờ, có chuyện gì vậy? Hôm nay tớ muốn thú nhận một điều. Chính tớ là người đã bỏ chiếc bút vào cặp sách của Hiền để vu oan cho Hiền. Tớ rất ân hận. Cậu tha lỗi cho tớ nhé. Chuyện gì vậy trời? Không sao đâu, mấy chuyện đó tớ đều quên rồi. Còn tớ nữa, tớ xin lỗi nha. Tớ xin lỗi nha. Được rồi, bây giờ chúng ta là bạn tốt nha. Vậy mai 7 giờ, tớ với mọi người đến đón cậu nhé. Hiền, mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Từ mai cậu đi học lại nhé. Ừ, chắc chắn rồi. Chúc mừng nha. Đi thôi em. Tú, con có nguyện lấy Hạnh làm vợ không? Con đồng ý à? Thế Hạnh, con có đồng ý lấy Tú làm chồng không? Con đồng ý. Anh yêu em. Khoan đã, ai thế? Cô gái nào vậy? Không biết nữa. Khách mời của em à. Surprise, bất ngờ chưa? Em chẳng phải là... Một loạt ký ức cũ của Tú bắt đầu hiện về. Anh Tú ơi! Hiền, sao em lại ra đây? Số tiền này anh cầm lấy mà đi tìm việc khác đi. Chứ định nhặt rác ở đây đến bao giờ? Sao em lại đưa hết tiền cho anh, rồi lấy gì em tiêu? Sự nghiệp của anh vẫn quan trọng hơn. Anh... đừng lo cho em. Thôi, mình đi tìm cái gì ăn đi. Được. Anh ăn thêm miếng nữa đi. Thôi, anh no rồi, em ăn đi. Ơ, em sao đấy? Anh ơi, chiếc váy cưới này đẹp quá. Thôi, đừng đứng trước cửa hàng nhà người ta nữa. Sau này thành công rồi, anh sẽ mua chiếc đẹp hơn thế này cho em. Anh hứa đó. Ừ, anh hứa. Một thời gian sau. Ui, sao mà nặng thế? Trông anh mệt chưa kìa. Lau mồ hôi đi, để em phụ anh cho. Đã yếu còn thích thể hiện. Thôi, cứ để anh. Gì chứ, dăm ba bình nước. Anh đừng coi thường em. À, xong rồi. Cái gì vậy trời?
Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, con đừng qua lại với con bé đấy nữa. Con bé đấy không có tác dụng gì. Nhà thì nghèo, nhưng mà mẹ ơi, Hiền đã ở bên con từ lúc con chưa có gì. Bây giờ con có tất cả rồi, mẹ lại bắt con phụ bạc cô ấy sao? Con bé đấy vừa thô lỗ, vừa cộc cằn, vừa xấu xí, lại không biết làm việc nhà. Mẹ đã quyết rồi, một là chọn mẹ, hai là mày đi theo nó đi. Kìa mẹ. Ui, hồi thế, chỉ mãi chơi game mà không chịu giặt giũ gì cả. Ơ, hộp gì thế này? Trông lạ thế nhờ. Hả? Ôi. Sắp tới là ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau, chẳng nhẽ anh ấy định cầu hôn mình sao? Sau này thành công rồi, anh sẽ mua chiếc váy đẹp hơn thế này nữa cho em. Ngại chết đi được. Thôi, coi như mình chưa thấy gì. Giặt quần áo trước đã. Tí nữa em thích ăn gì? Em ăn gì cũng được. Trông ngon đấy. À, cướp, cướp, bỏ ra, bỏ ra. Mày bỏ ra không, bỏ ra. Của tôi mà. Anh Tú, giúp em. Anh không thể cử động được. Anh thật là con này, mày dám. Thu Hiền, nhất đẳng huyền đai, không ngán một ai. Mình hoa mắt à? Tiếp chiêu đi. Dạ 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 dạ. Em xin lỗi, em nhầm người à? Chạy đi đâu cho thoát. Đừng lại đây. Dạ. Việc gì cũng phải đến đây. Xước hết cả túi rồi. Anh Tú. Xong rồi à? Hiền, em không sao chứ? Em không sao. Nguy hiểm thật đây. Anh Tú ơi, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì á? Quốc tế lao động? Không phải. Thương binh liệt sĩ? Không phải. Là ngày gì nhờ? Thế mà anh cũng không nhớ. Anh không biết là ngày gì thật mà. Anh không phải giấu nữa, em biết hết rồi. Anh định tặng nhẫn cho em đúng không? Em thấy anh để nhẫn trong túi rồi. Yêu nhau mấy năm, em còn không hiểu anh à. À, em hiểu nhầm rồi. Cái nhẫn này là bác hàng xóm nhờ anh mua hộ để chuẩn bị cho con trai bác ấy mà. Anh là đồ tồi, anh chả nhớ gì cả. Lại dỗi. Thôi, anh đi có việc đây, tí em về sau nha. Anh Tú. Ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau, chẳng nhẽ anh ấy không nhớ. Ai ôi, chân tôi. Cô gì ơi, cô có ổn không? Chân của cô. Cảm ơn anh nha, tôi không sao. Không được, để tôi xem nào. Có đau không? À, đau. Tôi nghĩ là không ổn, để tôi đưa cô vào bệnh viện nhé. Nghiêm trọng vậy sao? Thôi được rồi. Cô bám chắc vào nhé. Anh uống nước đi này. Anh có sao không? Ướt hết áo rồi. Anh thay áo đi, kẻo lạnh. Để ý vào, làm gì cũng hậu đậu. Anh quay lại lấy điện thoại. Anh tắm đây, em về trước đi. Anh Tú, em thích chiếc váy kia kìa. Đây, em cứ cầm tiền mà mua. Yêu anh. Ai gọi vậy nhờ? Lại là cô ấy, suốt ngày gọi. Thôi kệ đi. Em, chờ anh với. Hóa ra là vậy. Được lắm. Có chuyện gì anh nói đi. Mình chia tay em nhé. Lý do là gì? Không phải mọi chuyện đang tốt đẹp hay sao? Vì mẹ anh bắt chia tay. Vì mẹ anh sao? Lý do chỉ có vậy thôi sao? Anh xin lỗi. Em cứ coi như anh là thằng tệ bạc. Hiền đau khổ, không ngờ rằng tình cảm chân thành bấy lâu nay của mình lại kết thúc bởi lời nói dối của Tú. Yên tâm đi, tao sẽ giúp mày. Tú đâu thể nào biết được người anh đang yêu lại chính là bạn thân lâu năm bấy lâu nay của Hiền. Hóa ra mọi chuyện là hai người. Không ngờ tới phải không? Kẻ phụ bạc thì cái kết không tốt đẹp đâu. Cái gì thế?
thế này. Các cô đừng ném nữa. Đừng mà, đừng ném nữa mà. Các cô, lại đây nào. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Mời cô dâu chú rể tiến vào trong lễ đường. Cuối cùng cũng đến kịp. Chúc mừng, chúc mừng đôi bạn trẻ nha. Này, vui quá rớt nước mắt à. Bà đừng có để ý đến tôi. Cậu hạnh phúc nhé. Cảm ơn mọi người đã đến chung vui với tụi mình. Đã đến lúc phải đi rồi. Hoàng buồn bã quay lưng rời đi trong tiếc nuối. Anh lê từng bước chân nặng nề trên con đường thân thuộc chứa đầy kỷ niệm của anh và Hiền khi xưa. Vậy là hết thật rồi. Những kỷ niệm nơi này giờ cũng chỉ là... Cơn say làm Hoàng chìm sâu vào giấc ngủ và đưa Hoàng đến một giấc mơ. Trong giấc mơ đó xuất hiện hình bóng một người con gái, người đã khiến trái tim Hoàng rung động bao lâu nay. Chơi một lúc thôi mà mệt thật đấy. Trên tóc cậu ấy. Cậu ấy định làm gì vậy nhỉ? Trên tóc cậu coi cái lá kìa. Nhìn đây. Tớ đi mua nước, cậu đợi ở đây nha. Cái gì đấy? Là của Hiền sao? Mình đọc một chút chắc không sao đâu nhỉ. Ngay lần đầu gặp cậu ấy, tim mình đã đập thình thịch. Hát, hát là ai vậy nhỉ? Không biết là mình hay là Hiệp. Tớ quay lại rồi nè. Của cậu đánh rơi nè. Chẳng nhẽ người ấy là Hiệp sao? Cậu uống nước đi, tớ mở rồi nè. Tỉnh chưa? Ui dạ, đầu của mình đau quá. Sao cậu lại ở đây? Cậu bị làm sao đấy? Không muốn nhìn thấy tớ nữa chứ gì? Chuyện này là sao? Ngày 2 tháng 6 năm 2018, sao thời gian lại như thế này? Chẳng lẽ điện thoại bị hỏng rồi à? Vậy là sao đây? Hiền, hôm nay là ngày bao nhiêu? Mùng 2 tháng 6 năm 2018. Đây không phải là mơ. Mình đã trở về năm 2018. Cậu có chắc năm 2018 không đấy? Đừng có làm trò nữa. Thôi đi về. Mau lên. Ông trời đã cho mình một cơ hội. Mình phải nắm chắc nó mới được. Hiền, đợi tao với. Đã xong. Này, 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 này. Hả? Giúp tôi đưa cái này cho Hiền với. Đưa cái này cho Hiền sao? Hình ảnh đám cưới của Hiền và Hiệp chợt hiện về như để nhắc nhở Hoàng cần phải biết trân trọng cơ hội có 102 này. Hộ tôi một tí đi mà, nhanh lên. Để xem nó viết cái gì nào. Tớ thích cậu, Hiệp. Không thể để nó thành công được. Hiền, Hiệp nhờ tớ đưa cho cậu cái này nè. Này Hiệp, hoàn thành nhiệm vụ nhé. Ok. Cái quái gì vậy? Đánh nhau không mà. Cậu được lắm. Cậu ấy đọc rồi kìa. Cậu ấy ném cái gì vậy? Hiền, sao lại thành thế này chứ? Phải tranh thủ để quà vào đây trước khi Hiền quay lại mới được. Chắc chắn cậu ấy sẽ thích lắm đây mà. Muốn cạnh tranh với tôi sao? Hiền sợ nhất là rắn. Thay búp bê bằng con rắn này thì đảm bảo mất điểm tuyệt đối luôn. Tí về nhớ đợi tôi đấy. Có người trồng cây si bà kìa. Mau mở ra xem đi. Cái gì vậy? Có chuyện gì sao?
chuyện gì? Thằng Hiền nó đang tỏ tình Hiền kia. Đi nhanh, không mất Hiền bây giờ. Đi thôi. Hiền ở đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Hiền, đây là tấm lòng của tớ. Tớ xin lỗi, tớ không nhận được đâu. Cậu cứ nhận đi. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu đọc rồi. Không được. Câu trả lời của cậu là gì? Tớ không thích Hiệp thì chắc chắn không thể đồng ý được rồi. Cậu ấy... Cho tôi xin lỗi. Đứng trước tình huống này, Hoàng đành thú nhận toàn bộ những trò đùa phá phách mà bản thân đã bày ra để làm cho Hiền ghét Hiệp, với mong muốn Hiệp tha thứ và hiểu cho tình cảm của mình. Hóa ra là ông. Tại sao ông lại làm như thế đối với tôi? Bỏ ra. Vì tôi thích Hiền, tình cảm của tôi còn hơn ông rất nhiều. Hoàng cũng thích Hiền sao? Sao bây giờ cậu mới nói? Hiền à, nhiều lần tôi muốn nói, nhưng tớ sợ cậu không muốn làm bạn với tớ nữa. Thật ra tớ cũng thích cậu từ lâu rồi. Tớ chỉ chờ cậu nói ra thôi. Thật sao? Yeah! Hoan hô! Chúc mừng nha, chúc mừng. Ở đây đã không còn chỗ cho mình nữa rồi. Vậy là Hiền và Hoàng đã chính thức trở thành một đôi. Đám cưới Quang Hoàng và Thu Hiền. Chúc mừng đám cưới hai bạn nha. Cảm ơn, cảm ơn ạ. Thật sự chúc mừng cho hai người. Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới nào. Từ nay cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng rồi. Duyên phận có thể do trời tạo, nhưng hạnh phúc của mỗi người là do bản thân bạn quyết định. Tình yêu, hạnh phúc sẽ chỉ đến với người biết trân trọng và nắm bắt nó mà thôi. Bạn thân ơi, hãy vui lên nào, hòa nhịp ca vang. Vẫn còn hát được à? Ui, ui, ây, rồi, ui. Bố, bố, bố có sao không? Bạn tọa hỏng chưa để con gọi bác sĩ. Mày, hôm trước kiểm tra bị điểm kém đúng không? Không bố ơi, bài kiểm tra nào, con có biết gì đâu. Thế đây là cái gì? Là thế ạ? Thế mà con cái xuyên suyết hả? Bố ơi, bố thả cho con à. Này, cái này. Bảo yêu mình, thương mình, xong quay ra đánh mình, thế là ghét mình rồi. Ai ơi ơi, đau quá. Tự dưng lại đi dọn nhà kho. Cái gì kia? Trông lạ thế nhỉ? Thuốc tàn hình, uống nửa lọ có thể tàn hình trong vòng 30 phút á. Uống thử ngụm. Ngon đấy. Cơ thể mình đang mờ dần thật rồi này. Trên đời này có lỗ thuốc thần kỳ như vậy thật sao? Ê, lại có trò vui rồi. Không một ai có thể nhìn thấy mình. Chúng ta đi chơi thôi nào. À, ba con chuột bạch đây rồi. Ê, 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 nhảy lên nào. Chúng mày ơi. Ra đường làm gì đấy? Mày không sao đấy chứ? Bỡ mồm chạy máu mũi rồi. Sao mà tự nhiên lại ngã được nha? Chuyện xui rủi, ai biết được bà ơi. Ngon, kèm ngon quá. Cái gì nữa thế này? Xin lỗi nha. Còn thấy khóc nhẹ. Ê, cái gì thế này? Biến thái. Đừng chạy mà, giờ tao bơi. Vui quá đi. À à, bim bim mà. Nhiều loại quá, lấy cái nào bây giờ? Lấy cái này. Ăn thôi. Đây. Hả? Tự nhiên như rùi thế hả thằng kia? Chú nhìn thấy cháu ạ? Mày biết tao là ai không? Dạ, cha
sao? Cháu không biết à? Đâu là lỗi kỹ thuật xíu. Ngạc nhiên chưa? Mày... ta xin tự giới thiệu, nhà ta ba đời là pháp sư bán tạp hóa. Đến má ta còn nhìn thấy, huống chi là mày à? Dám ăn chua à? Cháu xin lỗi ạ. Đứng lại. Ngày hôm sau, Tuấn đi đến lớp, thấy các bạn đang cười đùa vui vẻ bên trong. Cầm lọ thuốc trên tay, bỗng Tuấn nảy ra một ý định. Với lọ thuốc này, điểm của mình sẽ cao nhất lớp. Tuấn huênh hoang đi vào trong, mà không biết rằng hôm nay chính là ngày lọ thuốc hết hạn sử dụng. Lè 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 lè. Cái thằng này nó bị khùng hay sao ấy? Này, hình như nó bị hậu Covid nên não nó có vấn đề ấy. Thôi kệ nó đi, thi xong rồi xử. Còn thằng này nữa. Xem ta đây. Ôi trời ơi. Này thì mọi khi bắt nạt tao này. Này tao cho mày thành heo luôn. Ây à, đau quá, mắt của tôi. Sao nó nhìn thấy mình nha? Chẳng nhẽ nhà nó ba đời làm nghề pháp sư bán tạp hóa. Không thể nào, chắc mình nhầm rồi. Là cô chủ nhiệm. Cơ hội đây rồi. Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn. 36 con, 100 chân chẳng. Hỏi năm nay cô giáo bao nhiêu tuổi mà vừa già vừa ế thế này? Thằng này nó bị ngáo thật à? Cậu nói cái gì? Thì ra là cậu chọn cái chết. Hóa ra mọi người nhìn thấy tôi à? Đúng là ngốc thật mà. Ngon nhất cái nách. Ngứa thế nhờ. Eo ơi, sao mà bẩn thế cơ chứ? Địch đến. Cất nhanh còn kịp. Xịt tí nước hoa cho thơm. Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Xin lỗi, chịu khó tí nhé. Có cái mùi gì nó sai sai nè. Mùi ở đâu nhỉ? May quá, không bị lộn. Xe bà. Ui dồi ui, như là một cá chết. Ra ngoài rửa chân đi. Vâng, em đi ngay ạ. Kịp quá đi thôi. Thoát nạn rồi. Xem tí phim nha. Tốt lắm, cứ thế mà phát huy. Sếp tuổi còn ngang con. A few moments later. Thương ghê cơ. Dĩ định thật sự. Xem phim thôi mà cũng khóc á. Sao mày? Nhìn sang trái. Ê, mày lên cơn động kinh nè. Thằng này, đừng làm tao sợ nha. Sếp đang ngoài cửa kính kìa má. Ôi mẹ ơi, thần lợn. Bắt được rồi nha, tí lên phòng gặp tôi. Thôi xong rồi lợn ơi. Chán thế nhờ. Uống cho đời bớt nhầu nhĩ vậy. Đã quá đi. Dám trừ lương ông mày. Tình sếp có ở. Dẫm vào mặt lợn của ông này. Cái quái gì thế này? Úi xồi, mày còn chìm chết tiệt. Cái gì thế này? Để xem nào. Cái gì mà ánh sáng chói lóa thế? Thôi, đi về cái đã. Đâu, để xem lại nào.
đẹp thật đấy. Coi như hôm nay chưa đen đuổi lắm. Hướng dẫn sử dụng á. Thôi, mở ra xem nào. Thời kế có khả năng giúp bạn thực hiện mọi điều mà bạn mong muốn. Có gì đặc sắc lắm đâu nhờ. Ba lần ri, sau phải dùng mạng sống sao? Vớ vẩn, định dọa tao hay gì? Ê, mệt mỏi thế nhờ. Này, sếp bảo phải hoàn thành trong hôm nay đấy. Đưa dự án cả tuần mà bắt hoàn thành trong một ngày á, giết người à. Bẻ cái mồm, sếp nghe thấy bây giờ. Thích ý kiến gì? Sếp, em làm ngay đây ạ. Mãi không xong. Ông trời ơi, sao bất công thế này. Thôi mẹ, cố lên, chả ai muốn cả. Thôi làm đi. Ước gì có thêm thời gian để hoàn thành xong đống này. Cố lên, sắp xong rồi. A few moments later. Cuối cùng cũng xong. Yeah. Ê, đi ăn thôi, tao xong rồi. Này, mày sao đấy? Đi ăn không? Thực hiện được mọi mong muốn á. Có lẽ nào là do 11 giờ 11. Lẽ nào là do chiếc đồng hồ này? Từ giờ ta sẽ là ông chủ thời gian. Hay quá nha. Chúc mừng tao đi mày. Ê, Tú à, để bạn trang điểm cho xinh nha. Xem nào, xinh gái rồi bạn ơi. Tỉnh thôi nào baby. Xem mấy giờ rồi nào. Cái gì thế này? Kinh quá. Đẹp thế mà bảo kinh. Sếp, em đã làm xong rồi đấy ạ. Đâu, xem nào. Sao có thể chứ? Cái gì thế này? Tóc. Ui, tóc sếp dài rồi. Để em tạo kiểu khác cho sếp nha. Sếp chắc vui lắm đây. Mình đúng là đỉnh của chóp mà. Ê, xong rồi sếp ơi. Thêm tí mực cho cái đầu hói nha. Trường lương em à sếp. Action. Ôi, tóc của mình. 3, 2, 1. Chuyện gì thế? Tóc của tôi. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Thằng ngồi cạnh hiền là ai vậy? Trông vui vẻ thế nhờ. Úi giời ơi thằng Tuấn á. Yêu nó làm gì có tương lai. Em chỉ giả vờ quan tâm nó thôi. Anh mới là người em yêu. Hóa ra cô trêu đùa tình cảm của tôi sao? Cô được lắm. Stop. Xem tôi xử cô đây. Cười cũng tươi đó. Xem vẽ cho đứa nào trước này. Hiền à em. Thêm tí lông mày, tí râu nữa nha. Trông hoàn hảo rồi. Ui dồi ôi ghê quá. Chuẩn bị xem kịch hay. Action. Anh này. Em, mặt của em. Anh sao thế? Quỷ ma ơi, phải không? Cứu tôi với. Anh Tuấn. Sao thế nhỉ? Gương đâu rồi? Nhờ mày mà tao biết được bộ mặt thật của con cáo già kia. Sao đứa bé lại chạy ra đường? Bóng ơi, đừng lăn nữa. Cuối cùng cũng chịu dừng lại. Thôi
Chết rồi. Stop. Hết lực dùng thử. Ơ, đợi tao. À, bắt được mày rồi nha. Kìa tuấn. Mình phải cứu đứa bé. Tôi đồng ý. May quá, vẫn kịp. An toàn rồi. Action. À, sao mình lại đứng đây? Thôi kệ, đi chơi tiếp vậy. Ít nhất cũng không hối hận trước khi chết. Chắc đến lúc mình phải đi rồi. Chào cậu. Làm tốt lắm chàng trai. Cậu đã có một lựa chọn đúng. Ông lại. Ta á? Ta chính là chủ nhân của chiếc đồng hồ. Vì cậu đã làm việc tốt, giúp cô bé kia, mà không phải làm việc xấu, nên ta sẽ cho cậu một cơ hội được sống. Thật á? Cảm ơn ông. Yeah, mình sống rồi. Ơ, đâu rồi? Đồng hồ cũng mất luôn rồi. Thôi, từ nay mình sẽ chăm chỉ làm việc. Ai mà gõ cửa sớm thế? Ai đây? Anh đến đây để làm gì? Tôi đến thăm bé Hạnh. Mong anh cho tôi gặp con bé một lát được không? Thôi đưa đây. Hạnh nó ngủ rồi, tôi sẽ đưa cho con bé hộ anh. Anh đi về đi. Ơ, kìa, anh ơi, anh. Con bé vẫn chưa dậy. Mình để đây cho nó vậy. Dựng lên phòng rồi. Gấu bông đẹp quá, chắc là bố vẫn còn ở đây. Bố ơi. Con gái. Con gái, con dậy rồi à? Cuối cùng cũng gặp được con. Shh, bố nói bé thôi, không là vừa nghe thấy đó. Con thích gấu bông này chứ? Con thích lắm. Mà, ngày mai bố đến thăm con nữa không? Được, vậy mai bố lại đến thăm con. À, bố. Bố cầm lấy đi, bố nhớ là ăn uống đầy đủ nhé. Tiền con tiết kiệm được đấy. Thôi, bố về đi, không bị phát hiện đó. Con gái của bố, xin lỗi vì đã không thể ở bên con, yêu thương con lúc này. Sáng hôm sau. La 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 la. Mèo. Mèo. À, bố. Shh, bé thôi. Dương ơi. Có chuyện gì vậy con? Dương ơi, con muốn chơi trốn tìm. Đi mà, đi mà. Dượng đang đọc báo, con chơi một mình đi. Không, Dượng mới chơi với con cơ. Không, mẹ ơi, Dượng không chơi với con. Thôi được rồi, Dượng chơi với con. Dượng nhớ nha, phải đếm từ 1 đến 100 nghìn nha. Úi dồi, 100 nghìn, nhiều thế. Úi dồi, úi dồi. Dượng nhớ là phải đếm đủ mới được đi tìm nha. Con cho Dượng ngồi ở đâu đây? Do Dượng đếm đến mục đích sang năm luôn. Bố ơi, kế hoạch thành công rồi. 13.477 13.478 Bố, ngồi xuống đây đi bố. Bố ơi, mình cùng chơi game với nhau nha. Được, con gái thích gì bố chiều tất. Rồi, con chơi trước đi. Ôi trời ơi, ở đây là đâu mà thôi thế. Tiếng ai lẩm bẩm trong nhà vệ sinh vậy? Ồ, chết rồi, hay là có trộm? Thì trộm này. À, tôi đây mà. Một lát sau. Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Anh cái gì mà anh? Có phải anh xúi bé Hạnh nhốt anh Tú vào nhà vệ sinh không? Không như em nghĩ đâu. Đi ra khỏi nhà tôi. Mẹ. Em bình tĩnh đã. Anh mau biến đi. Anh mà còn ở đây nữa, tôi báo cảnh sát đấy.
Gì mà căng. Gì thế này? Tuyển bảo mẫu yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 3 năm. 3 năm á? À, có cách rồi. Trang Nghi đây. Chị tìm ai vậy ạ? Chào chị. Tôi thấy trước nhà có ghi tuyển bảo mẫu nên tôi đến ứng tuyển ạ. À, thế mời chị vào nha. À, dạ vâng vâng. Quái, sao nhìn bà này cứ quen quen ấy nha. Đây, em mời chị uống nước. Nhà chị rộng rãi thoáng mát thế nha. Đây, chị uống nước đi. À thế chị có kinh nghiệm gì trong việc trông trẻ chưa ạ? À, kinh nghiệm hả? Đây, cô xem qua đi. Ồ, kinh nghiệm 10 năm trong việc trông trẻ cơ á. À, thế chị có đồng ý với mức lương mà tôi đưa ra không? Đương nhiên là hài lòng rồi ạ. Thú thật chứ tôi đi làm vì đam mê thôi. Cô chủ không trả lương cũng được. Vậy thì tốt quá. Ôi dồi ôi. Ngồi chết đi được. Miễn phí thêm cộng lông nách nha. Ôi da, nóng quá, nóng quá. Chị giúp việc ơi, xong chưa? Chúng tôi sắp trễ giờ làm rồi. Đây, có ngày, có ngày. Đây à, ông bà chủ thượng lộ bình an nha. Bé Hạnh ở nhà cứ để tôi chăm sóc. Kìa, ông chủ. Này, anh làm sao thế? Anh với chị ấy quen nhau à? Anh cứ thấy chị ta quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Có khi tôi với ông chủ có duyên từ kiếp trước rồi cũng nên. Đi thôi anh, muộn rồi đấy. Ông bà chủ đi à? Đi rồi, đi rồi. Vậy, vậy đi. Mở ra. Ui da, cái mông tôi. Ai kêu đấy? Ui 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 ui, ai da. Bố, bố có sao không? Bố, bố không sao. Ai da. Mà sao bố vào được trong này? À, chuyện là... Sau đó Tuấn kể lại cho con gái nghe việc mình đóng giả thành bảo mẫu để được bên cạnh cô bé. Khó thế mà bố cũng nghĩ ra được. Đúng là bố của con. Thế là giờ bố con ta được ở bên nhau rồi. Yeah. Một tháng sau. Chị giúp việc ơi. Quái, người đâu rồi nha? Lúc cần thì chả thấy đâu. Có điện thoại. Alo. Dạ vâng vâng, tôi đến ngay đây. Ấm nước bị bỏ quên bắt đầu bốc khói. Hơi nóng tràn ra rồi nổ bùng một tiếng. Lửa bắt đầu cháy lan ra khắp căn nhà. Lúc này Hạnh vẫn đang ngủ trên phòng mà không hề hay biết gì. Gì thế? Khói ở đâu ra thế này? Bố ơi! Mẹ ơi! Có ai không? Cứu! Do bị ngạt khí, Hạnh đã ngất đi. Cháy, cháy nhà rồi. Ôi dồi ôi, lửa cháy to quá. Xem kìa, tránh ra, tránh ra. Con của tôi vẫn còn ở trong đó. Con ơi, con ơi, làm ơn ai cứu con tôi. Cầm lấy đi, để anh vào cứu con bé. Anh Tuấn, nguy hiểm lắm, đừng vào nhé, anh sẽ cứu con. Anh Tuấn. Hạnh ơi, Hạnh. Trời ơi, khói dày đặc thế này. Con ơi, cửa bị khóa trong rồi. Trả lời bố đi Hạnh ơi. Con bé không ổn rồi. Hạnh. Ôi con ơi. Hạnh, tỉnh lại đi Hạnh ơi. Con ơi. Hạnh, tỉnh lại đi con. Con gái. Hạnh, cố lên con, bố sẽ đưa con ra ngoài. Con. Nhanh lên, ra khỏi đây đi. Ngoài mau, trước khi ngôi nhà sập xuống. Đi. Ôi con ơi, tỉnh lại đi con. Mau gọi cấp cứu, cấp cứu. Mệt quá. Con gái, con tỉnh rồi à? Con cảm thấy trong người thế nào rồi? Con không sao ạ. Mẹ ơi, bố phải dưỡng đâu ạ? Hạnh. Hạnh à, xin lỗi con.
Tất cả là tại Dượng nên nhà mới bị cháy. Không sao đâu Dượng à, anh vào đây đi. Bố, con bé đang cần anh. Từ giờ trở đi anh có thể gặp con bé bất cứ lúc nào anh muốn. Em không ngăn cản nữa. Thật hả mẹ? Dượng. Đúng vậy. Cảm ơn hai người. Vậy là bố có thể ở bên cạnh con rồi.